Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang tin nhanh tin tức dân trí, và ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Theo ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát, các quận huyện có thể chủ động chỉ đạo tạm dừng các hoạt động trong dịp lễ Tết. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng tại cuộc họp quán triệt việc tổ chức lễ hội trên địa bàn và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng việc tổ chức lễ hội trên địa bàn chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết. Công tác tổ chức phải đảm bảo trang nghiêm, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân và du khách. Nội dung các kế hoạch triển khai cũng như văn bản chỉ đạo của thành phố về công tác tổ chức và quản lý lễ hội cần bám sát yêu cầu thực tế đặt ra, đặc biệt là các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vì vấn đề liên quan đến COVID-19 có thể thay đổi hàng ngày, hàng giờ. Để thực hiện tốt công tác tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập đoàn kiểm tra, liên kiểm tra công tác tổ chức và quản lý lễ hội, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về tổ chức và quản lý lễ hội. Đối với các quận, huyện, thị xã có các lễ hội lớn, yêu cầu cần xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị, trong đó nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Chủ động thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế có thể chủ động chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo.